xin chào ông bà cô chú. Anh hai, giờ con đếm lại cho mẹ đi, con lượm lại cho mẹ đi. Con chào ông bà cô chú mẹ coi này. Sáng nay ăn no rồi, nhà lau sạch rồi, giờ cho hai bé chơi đó cô chú. Ba Ly dạ cô chú đi. Dạ đúng rồi. Alo, alo. Alo. Đây cô chú ơi, con tình thương mến thương này đó. Hôn em nè Hoàng, hôn anh hai thằng cái. À, nhà của mình. Ôi trời đất, hôn em kìa. Hôn Ly nữa, hôn Ba Ly nữa. Hôn Ba Quy với. Ôi trời đất Ba Quy. Đó. Sáng sớm mình đang tắm rửa sạch sẽ. Ồ, đúng rồi. Tình thương mến thương nha. Ồ hôn em ba. Em thương ba mà. Anh ba này kỳ. Ờ má. Thôi hôn anh hai đi. Đó. Trời ơi hôn anh hai. Mà cái lý do gì ba anh em giờ chui dưới gầm giường chơi vậy? Chui dưới gầm ghế chơi vậy? Hả? Cô chú coi ăn no nhà sạch sẽ bắt đầu giờ tha hồ chơi đó, mỗi đứa mỗi hướng nè. Chinh ơi em cháy đâu rồi ta, cháy đâu rồi? Giờ mẹ mày gọi nha. Dạ Chinh ơi. Dạ cháy ơi. Dạ cháy ơi. Dạ cháy ơi. Lo giỡn không. Ba Quy, Ba Quy, Ba Quy. Ok, để coi thử Ba Quy đó. Ba Quy tưởng chay hiền á, lâu lâu chay hiền có một ngày thôi mà không biết tận dụng á. Cô chú thấy bà nội bà ngoại cho kết hợp chay chay nè, thấy không? Áo đầm mặc với quần dài. Mũi cắn quá không mà cô chú ơi. Mũi cắn thì lại chay chay ra ngoài hay sợ nhiều khi chắc bé té đó. U đầu hả? U đầu. Sợ bị té trè đầu gối cho nên phải mang quần dài. Em anh hai con đi ra cho em bắt chước theo con. Đi ra nè. Nhanh lên. Chung vô tắm em bắt chước chung vô tắm em. U Ba Quy bị u đầu hả? Ba Quy bị u đầu chỗ nào? Ô, lại mẹ chút. Lỗi của Quy, ô lỗi của Ba Quy hả? Lỗi của mình. Đúng không? Cẩn thận chứ. Cẩn thận chứ, thương thì thương nhưng mà cẩn thận chứ. Đó, chơi được chơi đó. Hung nha, hung nhau nha. Hung tay. Nói cái gì đó ta? Nói cái gì đó ta? Hôm nay là một ngày đẹp trời cô chú cho nên ba em chơi trong quà bình đàng hoàng nha. Không ngoài đánh ai hết trơn á nha. Nên nè nè. Mi gió mẹ miếng. Chơi ơi mi gió mẹ ngân cái à. Mi gió nè. Nha. Có chuyện có chuyện u đầu cháy ơi. Cháy ơi cháy. Đi theo anh hai thì cháy. Bò theo anh hai thử em bò được không? Ấp đi xà. Mở cửa ra. Chị đâu chị bò tới em đi con. Em ơi. Em ơi bò lại đây kìa em. Đó em ơi bò lại đây. Em ơi, em Ba Quy. Đó, còn em chạy bò. Ê, em chạy bò nè em. Nhường em nha con. Lúc nào cũng nhường em. Chạy, đâu anh ba? Đâu anh ba? À, để chị xử lý cho, chị làm gì đâu mà xử lý. Hả? Để chị lấy cái cây chị. À, thì ra là. Ê, có được đánh em không? Xử lý em sao? Nói đàng hoàng. Em đừng đánh Ly. Nói em đừng đánh Ly. Đâu đây? Sao?
Con phải nói đàng hoàng, nói em đừng đánh Ly, tội nghiệp Ly. Còn người đẹp này sau khi ăn hiếp anh ba hả? Sau khi khèo anh ba chui vô trốn cho chắc ăn. Vision con xuống, em bắt chước theo. Bước xuống. Trời ơi. Đó, cô chú ơi. Giờ phải cho đem cho xe xuống mỗi đứa một xe nè. Gia tài mỗi đứa một chiếc xe sướng chưa? Đó, bà nội mới cho mỗi đứa một trái cây nữa. Vừa lái xe dành cái cây sướng à. Đứa một chiếc, khỏi dành nhau. Coi đua này ai chạy giỏi nè, anh hai. Trái đó trái gì đó? Đâu phải, trái dâu tây. Nít đi à, dâu tây nè. Đó, dâu tây. Giúp em con. Nít à, giúp em đi con. Nít ba muốn ăn dâu tây. Nít à, ba muốn ăn dâu tây. Dâu tây đâu? Dâu tây đâu, lấy giúp ba dâu tây đi. Ờ, lấy đúng dâu tây nha. Đúng rồi, cảm ơn Nicky. Đó giờ là Nicky rồi. Coi phim hình gì mà Nicky riết giờ coi như lúc nào cũng kêu con là Nicky hết á. Tối lên giường là rồi con tình thương mến thương dữ rồi ta. Chay con lái qua mẹ ngân đi. Anh ba ăn nho dính cái miệng mất cười quá anh ba. Đây. Rồi con lên đi. Nicky à. Đổi xe. Ăn xong không có nhả ra nha. Nicky, ba muốn ăn táo. Nicky à, mẹ muốn ăn táo. Đâu rồi Nicky, cười gì mà được cười. Nicky cho mẹ pizza, mẹ muốn ăn pizza. té tài xế rồi. Nhà này là lúc nào cũng phải quét 24/24. Vừa quét xong ra món mới nữa là hết quét nữa. In. Sao Bali? Bali lấy xe kia đi. Bali tới lấy xe kia đi con. Ê, con vô lấy xe kia con lái nha. Đây. Ai. Đã hơi bị rồi. À, vậy là sáng hơn nè. Lỗi tại con, không có như vậy được. Lỗi tại mình. Ly tới giờ buồn ngủ á. Sao? Dù gì đó, tới giờ ba gai đó. Buồn ngủ phải không? À, buồn ngủ. Đó, con thấy anh hai với chay chơi không? Đó, chay mày ngoan ghê không? Bye bye. Con dừng đụng em con. Đi từ từ nhẹ ha. Ơi, quẹo lại. Rồi, quẹo vô nha. Chay quẹo lại. Lái được mà, lái vô. Đúng rồi, trời ơi, lái không được thì dắt vô, đúng rồi. Đúng rồi, vô. Rồi, đi. Yeah. Đã dữ ta. Việt Nam có hay chơi đã dữ ta. Ly coi em làm gì kỳ vậy? À,
sướng chưa? Cho anh ba mượn xe đó nha. Nha. Cho anh ba mượn xe đó. Dạ. Sao? Bóp kèn, bóp kèn, bóp kèn, bóp kèn, bóp kèn. Nói gì không à? Miếng này là miếng bổ, ớt đường rồi đó.